Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Thôi rồi. Này là màu choco. Đúng rồi, màu choco. Màu choco cái môi mỏ hồng luôn. Tướng lực ghê. Dạ. Đẹp ha. Đầu bự. Tới thời kỳ gì vậy? Sa lơ á. Nó hăng lắm. Lên giống anh. À lên giống hả? Dạ. Anh thích mấy con đầu bự á. Đầu bự là tiêu chí đẹp được. Dạ đúng rồi, tiêu chí đẹp của nó là đầu bự. Thí dụ con nào mà anh đếm mà nó có 10 cái dấu á thì nó sẽ đẻ khoảng là 7 con, 8 con. Ngoan ha, con này cũng ngoan ha. Có như con đó là 10 ngày nữa đẻ. À, 10 ngày đẻ. Dạ. Cho anh xuống hết rồi. Con nào con nấy mặt ố à. Dạ. Đó, bình thường là em sẽ thả nó trong cái chuồng này nè cho nó chơi chạy nhảy vui đùa. Nó như cái máy thở á. Lửa bố, đây con, lửa bố. Đâu ai là lửa bố đâu. Này con này lửa bố. Này lửa bố, à. Ghê vậy. Còn kia sệ, nó sệ. Sệ hả, trời ơi, thằng tên đẹp, thằng tên kỳ cục vậy. Trong kia thằng kia cũng đẹp hơn. Dạ. Còn cái con mắt nó có cái hồng luôn ha. Cái viền dạ. Mắt ha. Dạ. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào trong ha. Vô chạy chó của Bully Hunter của bạn Hậu ha. Đây, cái cơ ngơi đã phải tạm ngưng hoạt động do thời thế. Ủa mấy cái chuồng này là tự em hàng luôn hả? Dạ. Mấy cái chuồng sắt á tự em hàng hả? Thợ hàng. Thợ hàng hả? Em hàng. Ok. Rồi cho em cái đây. Ủa em vòng ở đây trước không quay trong nha. Ok. Đây cái này thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Ôi trời ơi. Dạ. Này là màu choco. Đúng rồi, màu choco. À, nè em đực, nè em cái. Ừ. Đẹp không? Dạ. Cái mặt nó đẹp quá ha. Cái dạ. Màu choco, cái môi mỏ hồng luôn. Dạ. Mỏ hồng. Dạ. Mỏ hồng. Vui lắm, cái này nó vui tính lắm. Con Lucy của anh nó bị ở chuồng nó cạp cái răng nó mòn hết rồi, giờ làm sao cho răng nó mọc ra. Đừng cho nó cắn mấy cái đó. Nó cắn vào nó chề á. Mấy con bị chề mỏ ra là cạp riết nó chề á. Chủ cũ cho nó cắn rồi rút lên anh, giờ anh muốn chữa cho nó thôi, muốn cho nó phục hồi lại á. Cho uống nhiều canxi rồi tự răng mọc lại nha anh. Dạ. Mấy này răng đầu bự đẹp. Dễ thương. Cái này là bót ha, dòng này chó bót ha. Dạ. Ông chủ à. Màu nào là màu choco với lại màu lý lắc, màu nào hot hơn? Hiện tại bây giờ là choco với lắc đều hot như nhau anh. À. Người ta đều thích. Dạ này màu nào choco, còn màu này màu lý lắc. Lý lắc à. Dạ. Anh thấy màu nào cũng đẹp hết. Dạ. Màu nào cũng đẹp hết á. Dễ thương ha. Dạ. Mặt nháo. Nháo ngơ rồi. Tướng lực ghê. Dạ. Đã. Mấy con này mà anh muốn mà da lông nó đẹp rồi nè, là anh cho nó ăn dầu cá. Dầu cá. Dầu cá mình phải cho em bé ăn á. À. Trong bữa ăn anh bổ sung dầu cá vô là cái da lông nó đẹp lắm. Thời gian bổ sung sao? À, một tuần cho ăn hai lần thôi. Hai lần, lần viên hả? À? Không, dầu cá, cái dầu mà chế. Cái chai dầu cá. Chai dầu cá hả? À, chai dầu cá á. Dạ đúng rồi, chai cho em bé ăn, đổ vô cái chai cho con nữa. À. Dạ. Cho ăn là nó đông bút được lắm anh. Ừ. Dạ. Này như con này là con cái nè. Đẹp ha. Đầu bự. Thích mấy con đầu bự quá. Dạ. Còn mấy con này nó đang tới thời kỳ gì sa lơ á. Nó hăng lắm. Sa lơ là gì? Lên giống anh. À lên giống hả? Dạ. Đang thời kỳ lên giống nó hăng lắm. Ừ. Thấy mình là nhào tới à. Dạ. Anh thích mấy con đầu bự á. Đầu bự là tiêu chí đẹp được. Dạ đúng rồi, tiêu chí đẹp của nó là đầu bự. Ừ. Dạ. Cơ bắp đây nè. Dạ. Đó, lại đi xuống anh, đi xuống coi. Đi xuống, nhúc. Nhúc lại hết rồi. Con này full đen luôn. Dạ đúng rồi, full đen, full lách. Full dạ. Lách luôn. Full lách có gọi là có giá trị không ta? Cái màu đó thuộc dạng màu hot không? À nè, bây giờ người nào thích người ta chuộng màu choco với màu lilac hơn thì full lách vẫn được. Tại vì full lách á
mình phối, ví dụ con cái này là con cái đen đi đúng không, mình phối với con đực cho cô, nó sẽ đẻ ra con đực, nó sẽ đẻ ra cái con màu cho cô luôn. Thay vì bây giờ á anh bỏ ra một số tiền nhiều để mà anh bắt một con cái màu lý lắc đúng không, thì anh bỏ ra số tiền đó anh bắt hai con cái màu đen này thì nó sẽ vẫn đẻ ra cho con màu cho cô, tại vì chó con nó giống cha, chó giống cha, gà giống mẹ. Cái câu nó lại vậy, có nghĩa là thay vì bắt một cặp cho cô thì mình bắt con đực cho cô với lại một con cái đen cũng làm ra được cho cô. Dạ đúng rồi. Dạ. Chi phí nó sẽ thấp hơn. Chi phí nó sẽ thấp nhưng hơn. Mà có tỷ lệ không? Nó có ra con màu đen này không? Con này nó đẻ rồi nè, đẻ 5 con. Thì 4 con màu cho cô, 1 con màu đen. Dạ, 4 con giống cha hết luôn. Dạ. Là con chó giống cha là giống cái màu sắc á. Đúng rồi, giống màu sắc. Còn cái form dáng cũng giống cha luôn. Cũng dáng. Giống như bên Igu của anh á, anh để ý á, đực cái phối nhau á. Dạ. Đực cái bố nhau thì cái bầy con nó sẽ giống con đực về cái màu sắc. Dạ. Còn cái form á, cái form thì nó giống con cái. Thì không biết bên chó thì sao. Dạ. Cha cho cô. Bây giờ anh cầm một con cho cô, con đực cho cô đó, anh phối con lấy lắc này. Ừ. Nó sẽ dẫn đẻ ra cho cô. À vậy là máu cho cô nó mạnh. Máu cho cô mạnh. Con này em đẻ rồi nè, con này đẻ là 7 con. Thì ra 6 con màu cho cô, 1 con màu lấy lắc. Ồ, cái con này là cái xịn á, cái VIP á. Dạ. Đó. Bây giờ muốn mà biết nó đẻ nhiều hay ít á, mình dễ lắm, mình đếm cái dấu của nó. Thí dụ con nào á mà anh đếm mà nó có 10 cái dấu á, 10 cái dấu á thì nó sẽ đẻ khoảng là 7 con, 8 con. Con nào có 8 cái dấu á thì nó sẽ đẻ khoảng 5 con, 6 con thôi. Chó này có nó đếm dấu được. Ồ hay ha. Nãy vô con này là 10 dấu nè, cho nên nó đẻ là nó đẻ 7, 8 con nè. Nè. Đó thấy không? 10 dấu thấy không? Dạ. Còn mấy con nào mà 8 dấu rồi thì ít hơn. Mình có kiểu đếm vậy nữa. Dạ. Mà cái này là một cái cách luôn hay là kinh do nghiệm em dân gian kinh nghiệm dân gian hả? Mà em rút kết được á. Dạ. 2 dấu thì đẻ con còn à. Dạ. Còn bên này là cái chỗ em nuôi chó bầu. Đây nè, qua khu này anh. Trời ơi. Tướng anh này lực quá mà ú ù ù à. Dạ. Ngắn đòn quá. Ngắn đòn có phải là một điểm đẹp không anh? Đúng rồi, người ta thích chơi dán sọc anh. Rồi đây nè, con. Ngắn đòn. Ngắn đòn cơ bắp nè. Cái chuồng này nó nhảy ra ngoài được. Ừ. Chuồng này em thấy làm thấp. Dạ. Làm thấp chơi. Dạ. Mà bình thường nó nhảy lắm, có ai đông vui gì nó mới nhảy thôi à. Vui này. Nghe gặp anh, không anh có duyên với động vật lắm, nên gặp lại vui. Ủa em chó này anh thấy là hay phẫu thuật tai. Đúng rồi. Có mẫu được vui không? Không. Tại vì bây giờ con này á mà nó phun đuôi á thì nó mới đầy đủ giá trị. Nó mất đuôi là nó mất gần nửa giá luôn. Ồ. Nó kêu bằng lõi đuôi. Lõi đuôi. Dạ đúng rồi. Nó chơi dòng này người ta sẽ lựa phun đuôi. Phun đuôi đẻ nó mới đẹp. Dạ. Chỉ xử lý cái tai thôi cho nó gọn là đẹp. Dạ rồi. Đúng rồi. Quen bạn nhìn mặt nó hùng hổ mà quen. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Ở đây mình có cho nhận phối giống không? Có anh, em nhận phối giống anh. À, là đủ. Dạ. Màu luôn, lý lắc cho cô có hết luôn. Dạ đúng rồi. Này đẹp quá nè. Dạ. Này giống mới kiểu nhìn nó quậu nhất. Dạ. Đầu bự. Dạ. Lỗ mũi hồng hồng. Mắt đẹp quá. Con này anh bật flash lên quay thấy mắt đỏ không á. Bỏ flash lên quay đi. Ngoan ha, con này cũng ngoan đó. Chắc sáng quá không thấy. Ngoan thân thiện lắm anh. Dạ. Đâu trên coi chó bầu quá. Dạ rồi đây. Đây trong cái khu này em bỏ chó bầu vô đây. Đó như con đó là 10 ngày nữa đẻ. À dạ. 10 ngày đẻ. Dạ. Còn mấy con này thì mới phối. Dạ. Thì chó bầu á mình nhốt liền ở trong đây á cho nó đỡ cắn nhau, đỡ kích động. Khi kích động nó dễ sảy thai. Là nhốt lại cho chắc ăn. Dạ. Nó có khu riêng gì cho chó bầu. Ở đây thì em sát trùng chuồng, định kỳ là một tuần phải sát trùng một lần. Xịt sát trùng để vệ sinh không có mầm bệnh. Dạ. Chuồng đây mình làm gì giống cái gì ra? Chuồng heo. Đúng rồi. Thì mình lót gạch luôn. Dạ. Này nó được chạy nhảy không nè? Chiều em thả chạy nhảy không? Chạy nhảy là chạy trong chuồng lớn này. À. Dạ.
những con nào mà em cần làm việc với nó thì mới đem ra đây thôi. Như ví dụ như con đực cần lấy giống thì mới đem ra đây. Còn mà xin để nó trong đây cho nó chạy nhảy cho nó có cơ bắp. Dạ, nó hoạt động. Dạ. Không. Gặp anh vui mừng. Dạ. Ở đây mình tự nấu cháo cho nó ăn luôn hả? Dạ đúng rồi, tự nấu cho ăn. Dạ. Cháo với thịt cho em. Dạ. Đây cũng mát. Cho anh xuống coi. Dạ. Thôi rồi. Ấy da. Đã không bạn? Con nào con nấy mặt ố à. Dạ. Đó, bình thường là em sẽ thả nó trong cái chuồng này nè, cho nó chơi chạy nhảy vui đùa. Dạ. Nó thân thiện lắm, thân thiện lắm, nó hửi mà chứ nó không có cắn đâu. Đại não luôn. Dạ. Trời. Ủa như tụi này á, anh thấy là nó phối nhân tạo không à? Đúng rồi. Nhưng mà cái hành vi giao phối nó có không? Nó không có đúc vô được. Nó có nghĩa là nó vẫn muốn đó, nó vẫn muốn là nhưng mà nó không đúc vô được thôi đúng như không? Con này là đang động dục nè, đang cơ lơ nè. Nó rất là muốn giao phối nhưng mà nó không thể tự giao phối được. Ừ. Dạ. Ôi trời. Đúng là chuồng heo luôn, mấy con này cũng giống heo luôn. Sao con muốn làm giống quá hả? Dạ, nó đang làm giống á. Ở đây là em tự thao tác cái vấn đề bơm tinh rồi luôn. Dạ đúng rồi. Ở đây em phối á, một lần phối là ba nước. Ừ. Phối kiểu phối rà. Ở đây mình không có test cụm trứng, mình phối rà cho nó đậu nhiều con. Ừ. Rồi mình phối ba nước, mỗi nước cách nhau một ngày. Ừ. Đó thì mình phối mình lấy tinh xong mình bơm cho con cái thôi. Dạ. Ừ. Là tự em làm đây hết luôn. Tự làm hết, tự thao tác hết. Dạ. Nó chạy dở hồi lại nằm xuống á. Dạ. Bự rồi. Mập ú rồi. Ok, cho hai nhỏ đi ra đây chơi. Rồi, ra chơi con ơi. Thở đã không? Nó như cái máy thở á. Lửa bố, đây con, lửa bố đâu. Đâu ai là lửa bố đâu? Này con này lửa bố. Này lửa bố, ghê vậy? Còn kia? Sệ, nó sệ. Sệ hả? Trời ơi, thằng tên đẹp, thằng tên kỳ cục vậy. Trong kia thằng kia cũng đẹp hơn nữa. Dạ. Này ngắn đầu hơn kia. Dạ, đúng rồi. Lửa bố. Đưa thầy đâu giới thiệu anh coi coi. Lửa bố. Xíu chỗ này nè anh, đó nó nắng quá nó không chịu á. Đúng rồi, này nó nóng quá. Này, quay mặt coi con. Đó. Ôi rồi. Cái con mắt nó có cái hồng luôn ha, cái viền mắt ha. Dạ. Con này ban đêm là sẽ thấy mắt đỏ. Ừ. Dạ. Và cái vòng này luôn ha. Cái tùy con, có con thấy mắt đỏ, con mắt xanh. Dạ. Thì mấy con máu tốt thì nó sẽ có, như nó di truyền theo máu á. Con này đẻ con thì con nó cũng sẽ có luôn. Ừ. Dạ. Anh thấy anh em phối màu với nhau cũng có mọc lu rồi màu khói tùm lum la luôn ta. Cái dòng này nó nhiều màu dữ lắm luôn á. Nhiều màu lắm à. Dạ. Rồi xuống con, Đó, cổ nó cờ lên ha. Ừ. Thì lần trước anh tìm hiểu là cái cơ bắp này nó đến từ gen thôi đúng không? Chứ đâu phải là training tập luyện gì đâu. Dạ đúng rồi. Em rồi sao bên cá thì anh biết rồi mà cơ duyên nào mà em gặp con này rồi em thích con này rồi em theo nó luôn. Dạ. Trước đây á là em tính mua một con chó về để mà giữ trại thôi. À. Giữ trại. Xong rồi em đi mua con Phú Quốc về giữ trại. Ừ. Cái em nuôi một thời gian cái nó bị xe cán chết. À. Xong rồi cái em lên mạng em tìm hiểu thêm những cái dòng chó nào mà nó đẹp. Cái em thấy con Minh Pháp. Em mua con Minh Pháp về. Cái bị người ta bắt mất. Rồi rồi. Xong rồi tưởng hết duyên với chó luôn rồi chứ. Xong rồi cái lướt Facebook có thấy con này nó đẹp quá. Ừ. Thấy con bunny nó đẹp quá. Xong đó mới giác tiền đi mua. Hồi lúc đó mua một con 30, mua về là vợ chửi, một con cái. Mua về vợ chửi luôn. Xong rồi tự nhiên nuôi rồi cái nó sinh sản mình chỉ phối người ta. Lúc đó phối lần 15 triệu mà phối đang đợt dịch luôn á. Trời. Xong rồi về đẻ ra cái qua dịch cái mình có cho con mình bán, cái mình có thêm một số vốn. Ừ. Cái bắt đầu mới cơ duyên là mới đầu tư mạnh như dòng này. Ừ. Dạ. Cái thời gian đỉnh điểm của em là em nuôi tới 40 con này luôn. Trời dữ vậy hả? Dạ. 40 con. Giờ còn bao nhiêu? Giờ còn hai mấy con, 25 con. Trời ơi, nhưng mà tụi này nó ăn bạo lắm à, hai mấy nó con. Nó ăn nhiều lắm. Nó ăn bạo lắm, anh nuôi có con mà anh thấy nó ăn anh còn giận nữa mà. Dạ đúng rồi. Vậy đây này, cái bài toán về mặt chi phí rồi chắc cũng phải tính toán dữ à.
tính toán phải về cân đo giữa chi phí nuôi và mục đích mình nuôi nó để làm gì. Ví dụ như mình nuôi nó, nuôi con cái để mà chờ nó lên giống thì mình cho ăn chế độ bình thường thôi. Còn mình muốn mua con đực mà nó đẹp á, da lông đẹp đồ á, thì mình cho nó ăn thịt heo và cho ăn da heo thì rồi cho uống thêm dầu cá thì nó sẽ có một bộ lông đẹp. Đó. Còn mà để mình nuôi một con đực để mà phối á thì mình phải dồn thịt vô cho nhiều, thịt gà, heo, thịt bò đó. Nó dồn vô nhiều nhưng nó sẽ có tác dụng phụ, khi mà mình dồn thịt gà nhiều quá nó sẽ bị hư lông. Là nó sẽ lõm chõm rụng lông rồi nó bị viêm da, nói chung là nó bị phong á, phong gà. Cho nên anh muốn nuôi một con đực đẹp anh cho thịt heo thôi. Thịt heo với da heo thôi, đừng cho thịt gà. Đó, còn con đực này của em là do là phải cài cho nó cài để mà lấy tinh á. Cho nên dồn nhiều gà vô quá. Cho có cho nó ăn hào không? Hào có, nước cốt hào á. nước cốt hào á nhân sâm đồ tẩm bổ này. Nhưng mà các bạn biết là mình cũng có quay về dòng chó này và những con chó xịn của những anh em. Là chỗ anh Hòa Dương á, cho một phối một cái là nhiêu, 65 củ nha các bạn. Dạ đúng rồi. Một lần phối xịt tinh của nó là 65 củ. Dạ. Cho nên là chuyện mà nếu mà có phải bồi bổ nhân sâm cho nó thì cũng bình thường luôn ha mày. Dạ đúng rồi. Em cho anh biết làm sao mà em có giá vậy, vậy? Anh là đó giờ mấy chục năm nay có mấy xị à. Phối là có mấy xị người ta chê lên chê xuống. Dạ. Còn em còn nếu mà con cái, tại vì anh có một con cái tên là Lucy cũng dòng này. Cái chế độ dinh dưỡng của nó như thế nào là tốt? Anh thì hiện nay là buổi sáng anh cũng cho ăn cháo. Chiều thì một bữa anh cho ăn chuối. Một bữa thì anh cho ăn thịt, mấy cái thịt xay đóng sẵn của dòng này luôn nè. Thì có tốt không? Anh nuôi nó mục đích để làm gì? Nuôi làm cảnh hay là nuôi cho nó đẻ? Nuôi làm cảnh thôi. Nuôi làm cảnh thôi thì anh trời. Anh cho ăn như em nói là giảm lượng thịt gà xuống, anh cho thịt gì cũng được nhưng mà giảm lượng thịt gà xuống thì nó sẽ đẹp. Cho thịt heo, heo là heo đẹp, heo là thịt đẹp là đẹp luôn á. Heo là đẹp luôn hả? Đúng rồi. Còn mà anh muốn nuôi mà để cho nó sinh sản, nó lên giống nhanh á, thì thịt bò là tốt nhất. Bò. Thịt bò cộng với lại vitamin E. Viên vitamin E của người mình á, cho vô. Ở đây trại của em á là một con cái sinh sản là một năm sinh sản 2 lần. Một con đẻ ít nhất là 5 con. Tính ra trung bình là một con cái một năm sẽ đẻ được 10 con. Nói một năm 10 con. Ở đây em bao nhiêu con cái ta? Dạ 20 con cái. 20 con cái. Dạ. Trời ơi. Tháng nào cũng có chó đẻ hết trơn luôn. Sướng hàng bày sướng á, mỗi thằng 10 con chia nhà chơi lâu còn con, con này phối đuối luôn á. Phối đuối luôn. Tại em tính tiền một lần. Ấy mà chưa kể là người ta gửi phối nữa. Đúng rồi. Bây giờ một tháng em phối ít nhất 4 kèo đi. Một lần phối phải 3 nước. 4×12. Tính ra là một tháng nó là cứ cách ngày phải phối lần, cách ngày phải phối lần. Con chó thì tinh trùng nó cứ lên liên tục. Dạ đúng rồi. Lên liên tục. Thì quan trọng là mình bồi bổ cho nó phục hồi thôi. Quan trọng là nó có nhiều hay ít thôi, mình phải vô đạm nhiều nó mới có nhiều. Vô gà, vô heo nhiều mới có nhiều. Vô gà, vô bò nhiều. Nhưng mà khi vô gà, vô bò nhiều thì lông nó sẽ bị xấu. Tức là mình phải chọn thôi, một là chọn nó đẹp, hai là chọn nó nhiều tinh. Đó là lựa chọn của mình. Đúng mục đích, coi như mục đích ban đầu mình là gì. Dạ đúng. Hai con này, hai con nọc của em anh thấy đẹp quá, con Lý Lắc cũng đẹp mà con Choco cũng đẹp nữa. Choco này là cái gì quên này, lữ bố à? Lữ bố. Lữ bố, còn kia là cái gì sệ. Dạ sệ sệ sệ. Nếu mà gửi phối em có ngại chia sẻ chi phí không? Ví dụ bình thường anh. Ở đây em phối là 7 triệu không giấy, 8 triệu có giấy. Phối bao đậu vĩnh viễn. Mà thường em phối đậu không mà chứ không có hụt đâu. Dạ. Là khi mà vô phối em sẽ phối theo kiểu là phối rà, là phối 3 nước tới 4 nước. Để làm chi là để thứ nhất là để tăng khả năng đậu. Thứ hai là đẻ được nhiều con. Tại vì con này nó rụng trứng là một ngày nó rụng trứng, có thể ngày nó rụng 2 trứng. Mình không biết nó rụng ngày nào cho nên mình phối rà hết cái chu kỳ nó giống của nó. Thì nó sẽ đậu được hết tất cả những trứng nó rụng. Ví dụ như con đó là nó rụng 8 trứng đi thì mình phối vô nó sẽ đẻ được 8 con. Còn nếu như phối cách thông thường nó chỉ phối một nước hai nước thì có thể nó chỉ đậu được có 4 con hoặc 5 con. Nó sẽ đậu ít hơn. Thì mình có nghĩa là nếu mà nó có 8 trứng mà nó lại không rụng chung một ngày. Đúng rồi, nó rụng lẻ tẻ vậy đó. Cho nên là những cái trứng mà nó rụng sau khi mình phối là nó sẽ không đậu. Đúng. Mình phải rà vô nó sẽ đạt cái hiệu suất cao hơn. Dạ đúng rồi. Đó thì mình tối ưu cho khách hàng của mình. Dạ. Coi như là như 7 triệu thì không giấy mà 8 triệu thì có giấy. Dạ có đúng đậu rồi. Luôn. Dạ. Có dịch vụ chăm thú chăm chó con không? Có luôn anh. Có luôn hả? Dạ có dịch vụ chăm hộ cho con luôn. Vậy chăm hộ tính sao ta? Ví dụ như là chăm hộ đi là
Bình thường một bầy á là em sẽ lấy một con. Ừ. Nếu mà đẻ dưới 5 con, em sẽ lấy một con. À. Còn mà đẻ trên 5 con, ví dụ như là 7 8 con em sẽ lấy 2 con. Ừ. Chăm tới lúc mà nó chích đủ 2 mũi. Ừ. Dạ là khoảng 3 tháng á. Ừ. Dạ. Coi như là lấy chó chứ không có lấy tiền hả? À. Ví dụ dạ, như rồi. Nhiều người ta không muốn chia chó làm sao? Thì có thì mình có lúc có mình sẽ thương lượng lại. À. Tại vì chăm cho con nó rất là cực. Đúng rồi, anh biết. 2 tiếng cho bú một lần mà ngày đêm luôn. Đúng thì rồi. Một người không thể nào làm được hết. Phải có hai người, một ngày cả ngày, một người cả đêm. Ừ. Ở đây là vợ chồng em là như vậy. Ví dụ như là vợ em chăm cả ngày, em chăm cả đêm. Dạ, như vậy mới chia ra chứ một người anh ôm không nổi đâu. Và khi mà chăm cho con là anh phải mua thêm là hạt chất dưỡng não anh uống vô. Tại vì khi mà anh chăm chừng 3 ngày đầu thôi, bắt đầu anh sẽ xuất hiện là ảo giác. Ờ, à, say sẩm. Em là bị hoài lắm á, cứ chăm cho con chừng 3 ngày thôi là bắt đầu xuất hiện ảo giác, đi cứ mơ mơ hồ hồ, người không có tập trung được, do thiếu ngủ. giống em chơi ma tué quá vậy. Chăm chó con mà giống chơi ma tué quá. Mỗi lần là chăm cho con là phải uống mặt viên não vô để mà cho tỉnh cái đầu lại. Rồi lúc mà chăm chó con có kỷ niệm gì vui buồn không ta? Nói chung á là cái con Bully này nó rất là khó. Ừ. Và cái độ mà mất cho con á là rất là cao. Đúng rồi. Cái bầy đầu tiên của em mất một nửa. Ừ. Bầy thứ hai mất một nửa luôn. Ừ. À, từ lúc mà mất nhiều vậy đó em mới là lên mạng em tìm hiểu là tại sao là con chó con lại mất. Ừ. Nó có nhiều nguyên nhân lắm. Nguyên nhân thứ nhất á là do là trong cái quá trình mình nuôi chó con á, trong bụng mẹ đó mình không có bổ sung là sắt với lại canxi. Ừ. Thì qua đây ngồi đỡ ngồi chùm hổm. Dạ. Đây. Rồi qua đây đi. Đây đi, rỡ ngồi chùm hổm. Đây con. Lên con. Lên luôn. Rồi. Dạng Lucy á, nó sẽ nghe mùi chó đực kìa, giá nó đu lên mình lắm à. Dạ. Trời ơi, nằm luôn kìa. Dạ. Thì khi mà mình nuôi chó bầu á, mà mình quên bổ sung canxi với sắt á, chó con đẻ ra nó sẽ bị èo ột, nó sẽ bị kiểu như ốm á. Ừ. Ờ, mình khó nuôi lắm, chăm là nó rất là khó. Ừ. Với cái thứ hai nữa là mấy con này á là nó thường là phải bú sữa ngoài. Ừ. Thường là phải bú sữa ngoài. Nếu như mà anh biết cách sữa, tại vì khi mà nó đẻ mổ. Ừ. Nó đẻ mổ thì nó sẽ rất là khó có sữa. Đúng rồi. Mình phải chích thuốc vô. Ừ. Oxytocin. Ừ. Chích vô để cho nó gây ảo giác, nó tưởng là nó đẻ thiệt. Thì nó mới có sữa để mình cho con bú. Ừ. Đó, chứ cho bú sữa ngoài cũng hên xui lắm. Ừ. Dạ. Là mấy cái thao tác mà chích sữa rồi siêu âm, hồi nãy em nói siêu âm là em cũng tự làm ở nhà luôn. Dạ đúng rồi. Rồi chích thuốc cho lên sữa lên đồ là em tự làm luôn. Dạ tự làm hết. Nói chung là ở đây tự làm hết, chỉ có cái công việc mà mổ chó con là mình phải nhờ thôi. Dạ đúng rồi. Còn tất cả là tự làm hết. Dạ. Siêu âm là sao, em siêu âm tay là sao, nắng hả? Rồi nắng rồi nó có bầu không? Bầu mấy con? Rồi được mấy con luôn. Rồi sao hay ta? Thì trời ơi, không có con cái ở đây chứ. Đè ngửa ra bóp vô, tại vì cho con cái đầu nó nhỏ nhỏ tròn tròn nè, mình bóp vô mình bóp cho thấy nắng thấy cái đầu bóp luôn. Là thấy hà, bữa nào anh có cho bầu thử anh bóp đi, bóp là thấy á. Bóp dạ. Nó cắn luôn, không biết ngày bóp vô nó cắn luôn. Dạ bữa đó con của anh đẻ đi, anh thức thì anh sẽ biết. Hôm bữa anh tính cho nó đẻ rồi nhưng mà dạ. Thứ nhất là nó mới đi xa về, cái thứ hai nữa là tại vì mình cũng không chuyên. Dạ. Thì mấy anh em nói chăm chó con cực lắm. Đúng rồi. Anh mới sợ, mình mới sợ là không dám chăm. Tại vì cái thông tin mà 2 tiếng cho bú lần và ngày đêm rồi anh có nghe nói rồi. Anh dạ. Sợ anh không dám cho đẻ. Tại vì mình đi cứ đi quay rồi đi đủ thứ công việc á, mình tới mấy chớp là dạ. Cho nên là lu bu quá. Thì sợ là chết cho con thì mình buồn lắm. Dạ, thì rồi. mình tự nhiên mình bị mất một cái sinh mạng á, mình tụt mút. Dạ. Cho nên thôi anh nói thôi vậy, để cho nó nuôi cho nó đẹp dễ thương đi, rồi từ từ tới duyên tính sao, chứ còn dạ. Nuôi chó con này rất là cực. Dạ đúng rồi. Tại vì con chó con cái bụng của nó giống như em bé mình vậy đó, phải cho bú 2 tiếng một lần. Ừ. Không bú là bắt đầu cái ruột nó teo từ từ là lúc đó hết cứu được luôn. Ừ. Dạ. Rồi anh thấy chó con đẻ ra mọi người hay cho sưởi cái đèn UV nữa đúng không? Dạ đúng rồi, sưởi ấm. Ừ. Mà tùy thôi à, tùy có con mở quản, con sưởi đèn tùy theo là cái nhiệt độ của anh lúc đó như thế nào. À. Dạ. Lạnh thì phải sưởi thôi. Ừ. Dạ. Nhưng mà nó cũng cái đèn đó nó cũng làm cho chắc xương gì không ta? Không, anh muốn chắc xương thì anh một phải cho phơi nắng, hai là anh chỉ cho nó uống vitamin D thôi. Ừ. Dạ. Chó con không đẻ có một cái thực tế đó các bạn, là mình thấy là anh em chơi chó đó thì khi mà con chó nó đẻ ra lấy được ra ngoài là anh em rất là sướng ha, khoe hình. Ừ. Dạ. Nhưng mà đôi khi chừng tuần lễ 10 ngày sau ấy là tin buồn. Đúng rồi. Con chó con nó rất là dễ chết trong cái giai đoạn là sau 5 ngày tới. Ừ. Cái giọng 15 ngày, từ 5 ngày tới 15 ngày nó rất là dễ chết. Ừ. Và nó chết tùm lum kiểu hết trơn á. Ừ. Giống như là cho mẹ nó ra sữa, cho con bú không kịp. Ừ. Cái sữa nó hư.
qua ngày hôm sau cho con bú vô là nó bị ruột, nó chết. Ôi, cái sữa đang nằm trong bụng mẹ mà nó cũng hư luôn. Nó hư. Nó hư từ trong bụng mẹ luôn. À, giống như con người mình thôi, căng sữa là phải nặng sữa bỏ, chứ không sữa nó hư. Em bé bú vô cũng bị đau bụng. Đó, thì con chó nó cũng vậy. Con chó mẹ tiết nhiều sữa quá, giống như nhiều anh em cho uống, cho ăn đu đủ xanh với lại chân giò heo hầm á. Trời, giống bà bầu luôn à. Để mà kích sữa cho con chó mẹ đó, nhưng mà con chó con nó không có bú hết cái lượng sữa đó được. Thì cái sữa con chúng nó bị hư, mà cho con nó bú sữa hư vô là nó chết. Nói chung là cái bài học này xương máu lắm. Lúc trước em bị chết nhiều lắm mà, cho nên giờ em rút kinh nghiệm. Có lần nào mà muốn sụp đổ luôn không? Cũng có giai đoạn là nói chung là khủng hoảng sụp đổ luôn anh. Là chung là chết hết bầy, bị là phọt vô là ỉa ra máu. Thì cái đó là như là dịch thôi, là chết thôi chứ mình không thể cứu được. Dạ, thì rút kinh nghiệm là bây giờ là cứ đúng ngày là phải chích vaccine. Cho dù nó khỏe hay không khỏe gì cũng phải ráng mà sắp xếp để mà chích vaccine cho nó, chứ mà để qua cái ngày chích rồi nó rất là dễ bị. Mà cho con trong cái độ tuổi từ 3 tháng tới 6 tháng là cực kỳ dễ bị luôn, mà nó bị là chết thôi chứ không cứu nổi đâu. Dạ, bệnh nó nặng hình như anh thấy là đi, máu đó. Đi là chết. Dạ, là muốn té luôn hả, sụp đổ luôn hả? Sụp đổ luôn, lúc đó là mình phải gồng gánh chi phí để mà mình chờ cái bài sau. Chi phí một tháng của trại này ăn rất là nhiều. Dạ, mình gồng gánh thôi, nói chung là cái việc cũng đã vượt qua rồi, thế đó rồi thì nó cũng bình thường hả. Giờ mình nhìn lại thấy nó cũng bình thường hả. Dạ, quan trọng là mình vượt qua xong mình nhìn lại á. Dạ. Thời điểm đó mình không nghĩ là mình vượt qua được luôn. Đúng rồi. Bây giờ mình cũng đã vượt qua rồi, mình đã gồng gánh được toàn bộ chi phí ăn của trại được mấy tháng để mà qua cái vấn đề đó. Dạ. Khi mà anh em mà gặp khó khăn mà gọi như là bí đường á. Dạ, thì cố gắng tĩnh tâm lại ha. Có một cái câu nói là lúc nào cũng hiệu quả, là chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Dạ. Thì gắng gồng, gắng giữ cái tinh thần mình cho nó vững vàng, nó tĩnh tâm lại, rồi mọi khó khăn từ từ nó trôi ra phía sau thôi. Dạ. Giờ nhìn lại thấy cũng khỏe, cũng bình thường. Dạ, cũng nhìn bình lại thấy cũng bình thường. Dạ. Nói chung là ngày càng vững vàng hơn. Dạ. Nhưng mà cũng rút ra nhiều kinh nghiệm chứ ha. Đúng rồi, nói chung là mỗi lần mà chó chết là mình sẽ rút được kinh nghiệm, mà từ từ về sau mình sẽ nuôi cứng hơn. Dạ. Nhưng mà cái phần chó, có chó con á, thì cái chuyện mà nó chết thì phần lớn là nó đến từ cái chủ quan của mình á. Chủ quan của mình, hay là nó đến từ cái giống như cái gen nó bị lỗi rồi nó bệnh đồ này nọ ta? Hay là nó đến do cái mình chủ quan, mình làm không đúng cách? 80% chết là do mình chủ quan. Chủ quan thế nào, giống như hồi nãy em nói là chủ quan là sữa chó mẹ hư. Trước khi mình cho bú mình không nặng sữa ra mình kiểm tra. Bú sữa hư là chết. Em nặng ra em kiểm tra cách nào? Liếm. Bóp vú nó nặng ra thôi. Không, ý là mình kiểm tra nó hư bằng cách nào? Trời ơi, mình nặng ra mình biết liền hà. Anh thấy màu sữa ông thọ không? Với là màu sữa tươi không? Nó khác nhau thì anh nặng ra y chang luôn, một cái là sữa ông thọ, cái là sữa tươi. Một cái sữa đặc quẹo luôn, một cái sữa bình thường. Là biết sữa hư liền. Thì muốn xử lý cái sữa hư đó thì mình phải nặng bỏ hết cái sữa hư đó ra. Đó, xong mình cho nó uống cơm, uống cơm là sữa, uống ăn đồ ăn cái sữa như hồi nãy em nói đó. Thì nó ra lại sữa. Rồi, cái nguyên nhân chết thứ hai nữa là trước khi cho chó con bú, mình không lau vú cho mẹ. Tại vì con chó mẹ nằm ở trong chuồng, nó sẽ nằm ở trên cái phân. Nằm trên phân của nó luôn, thì trong phân của nó chứa rất là nhiều sáng, rồi nói chung là rất là nhiều mầm bệnh. Thì khi mà chó con nó bú vô cái vú mẹ mà mình vệ sinh không kỹ á, nó sẽ bị nhiễm cầu trùng. Gọi là nhiễm cầu trùng, bị lãi, bị gì đó, thì nó sẽ chết. Nó chết trong giai đoạn từ 5 ngày tới 15 ngày, chết nhiều dữ lắm. Đó là hai yếu tố quan trọng nhất mà mình chăm cho con mình phải biết. Rồi, còn những cái yếu tố mà tự nó chiếm 20% là như thế nào, là nó đẻ nó bị dị tật. Thứ nhất là nó bị hở hàm ếch. Là cái mũi với cái miệng nó thông nhau luôn, nó uống nước vô sặc vô phổi là nó chết. Cái chết thứ hai của nó là nó bị lép ngực. Là do trong cái quá trình nuôi á, mình bổ sung canxi vô nhưng mà nó không hấp thụ được. Mình cho nó uống canxi là một chuyện, còn nó hấp thụ được hay không là một chuyện khác. Đúng rồi. Uống canxi vô phải phơi nắng nó mới chuyển hóa được. Đúng không? Trong canxi nó có vitamin D luôn. Có D. Trong canxi nó có D3 luôn. D3. Nhưng mà không phải con nào uống vô nó hấp thụ được. Em rút kinh nghiệm rồi, không phải con nào nó cũng vậy đâu. Đó. Tùy cơ địa từng con nữa. Thì nó đẻ ra cái ngực của nó chưa có hoàn chỉnh. Thì khi mà nó thở, anh để ý là thở là nó hút sâu vô luôn. Hút sâu vô. Như cái bong bóng hút ra hút vô. Thì những cái con đó nó chết trong vòng 5 tới 10 ngày, 15 ngày đó, nó sẽ chết trong những giai đoạn đó. Thì những con đó là mình, nếu mà mình phải nuôi cứng lắm kìa mình mới được. Những cái đó kỹ thuật cao hơn rồi.
Dạ. Rồi những cái trường hợp mà anh phối quá cận huyết thì nó cũng sẽ bị. Ừ. Dạ. Rồi còn vấn đề gì nữa không ta? Còn vấn đề gì trong chăm sóc chó con không? Chăm sóc chó con hả? Phải học hỏi kinh nghiệm món anh ở nhà anh chơi đó không? Dạ. Chăm sóc chó con thì mình phải thầy để em suy nghĩ coi. Nói chung là hai cái yếu tố nãy em nói là quyết định luôn á, là một là phải nặng vú cho mẹ trước khi cho bú, hai là phải lau sạch vú cho mẹ trước khi cho bú. Rồi còn nó bị cái gì nữa thì liên hệ em. Ví dụ như cho con nó bị sổ mũi, cho con rất là dễ bị sổ mũi, thì có một cái bài thuốc chữa sổ mũi mà rất là hay mà mình chia sẻ cho anh em, là cho con nó hít khí giun. Anh cứ lên YouTube anh gõ là khí giun, là khí mà dành cho em bé bị sổ mũi hít vô. Đó thì mình cứ cho con hít cái đó, tại vì cho con nó nhỏ mình không thể nào mà chích thuốc hay cho nó uống bất kỳ thuốc nào hết, chỉ có thể cho nó hít khí giun. Đó thì khi mà nó bị sổ mũi thì mình hít khí giun cho nó, tại vì sổ mũi nặng nó cũng chết nữa. Khi mà nó hít ngược vô phổi nó chết. Còn có một cái quan trọng nữa là khi mà cho con bú á thì không nên cho bú quá no. Mình canh giờ, ví dụ như cho nó bú chừng 20 phút lấy ra, không có để cho nó no cứng bụng. Nó no cứng bụng nó sẽ phát sinh thêm một cái chuyện nữa là khi mà nó ngủ á nó bị sặc, nó trào ngược ra nó chết. Em bị hai con rồi cho nên em biết, cho nên đừng có cho nó bú mà căng cái bụng. Cho nó bú vừa vừa thôi, chiều mình canh giờ bữa nay cho bú 20 phút là cho bú 20 phút rút ra đó, phải kiểm tra nó chứ nó bú căng bụng quá nó bị trào sữa chứ mình bị trào lên vậy đó là nó chết luôn á. Này, kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm mà xương máu ha các bạn ha. Dạ. Rất là quý luôn. Dạ. Gọi là cái mùa cao điểm nhất á, là một lần em chăm khoảng bao nhiêu bé, hai đứa nằm thấy ghét không, chăm. Dạ. chăm bao nhiêu baby ta? 15 con anh. Trời đất ơi. Dạ, má ơi, 15 con. Cả ngày luôn, cả ngày sáng luôn. Đêm luôn, coi như là hết vợ tới chồng chia ca ra luôn. Dạ. Hồi lúc đó là hai con đẻ. Mình cứ cho con này bú xong rồi mình cho con kia bú, rồi mình nghĩ mà chừng được một tiếng đồng hồ là mình phải cho bú lại. Dạ. Hàng kia là sang chấn tâm lý luôn. Hồi lúc đó là nó ảo giác luôn á, khi mà thấy ảo giác luôn á, thức đêm tới mức đó đó. Dạ, nhưng là mà vợ làm ban ngày, vợ làm ban ngày em làm ban đêm. Nhưng mà vẫn bị. Thì để giải quyết cái này đó là mình phải ráng tập cho con ăn sớm. Tập cho chó ăn, con ăn sớm để chi, để mình dưỡng cho mẹ, tại vì khi mà cho bú quá nhiều con chó mẹ nó sẽ bị hút cái canxi ở trong cơ thể nó ra để nó bài tiết sữa đó. Thì nó sẽ bị, nói chung là suy con chó mẹ. Để nó lên giống lại rất là lâu. Thì con chó của em là khoảng 20-25 ngày là em bắt đầu tập ăn rồi. Tập ăn cho nó ăn sớm để nhanh lớn, nó không có phụ thuộc của trong chó mẹ. Và cũng không nên cho chó con ăn nhiều quá, mình nên chia ra một ngày cho ăn 5 lần 6 lần. Không nên cho ăn một lần mà no cứng cái bụng. Tại vì anh cho ăn một lần no cứng cái bụng á, là khả năng mà nó bị cali phạt vô rất là cao luôn. Cứ mà no mà cành hai cái bụng mà lên là thế nào bài này cũng dính cali phạt vô. Tại vì cali phạt vô là bệnh về đường ruột. Đường ruột nó hoạt động quá tải là nó sẽ dính. Kiểu nó vậy. Mà cái này là coi như là ở đây em là cho bú sữa mẹ rồi có thêm sữa ngoài nữa. Chạy em 100% là bú sữa mẹ, không dùng sữa ngoài. Không dùng sữa ngoài luôn. 100% luôn. Thường cái dòng này là phải dùng sữa ngoài hết á, nhưng mà chạy em là dùng 100% sữa mẹ. Sữa mẹ dù sao nó cũng tốt hơn sữa là mẹ. Sữa công thức. Đúng rồi, sữa mẹ là tốt nhất. Và em biết cách xử lý sữa mẹ. Tại vì có nhiều con á là nó có bầu, nó sẽ có sữa sớm, nó có sữa sớm 10 ngày là đẻ ra, là lúc đó cho con bú là chắc chắn là không được. Tại sữa mẹ có 10 ngày là nó hư rồi. Cho con bú là chết luôn lúc đó đó. Đó. Nói chung là một bài học xương máu của mình thôi, mình phải xử lý được sữa mẹ, mình phải nặng bỏ hết để mình cho nó có sữa mới lại thì mới được. Đó, còn những con nào mà nó không có sữa thì mình chích oxytocin cho kích sữa nó lên, cho nó ảo giác, cho nó tưởng là nó đẻ thiệt, nó lên sữa nó. Bên con người bây giờ người ta cũng khuyến khích sử dụng sữa mẹ. Dạ, và nó có cái máy hút á để ta dự trữ trong tủ đông đồ á, thì dạ. Mình có áp dụng qua chó được không ta? Không, em không có xài cái đó. Tại vì con chó mà nó uống sữa lạnh nó cũng dễ bị lắm, nó dễ bị đường ruột lắm. Chó con nó khó chịu. Nếu mà sữa chó mẹ hư nặng bỏ. Dạ, quan trọng là em biết cái cách chủ động để lấy nguồn sữa về. Dạ đúng rồi. Mình biết cách là mình nó hết sữa mình quất thuốc vô, chích thuốc vô cho nó có sữa liền. Quan trọng là cách đó thôi. Chứ còn em không có trữ sữa. Dạ. Coi như là, nhưng mà tới lúc mà nó ví dụ như con chó mẹ nó đẻ xong rồi mình phải đầu tiên là mình phải nuôi riêng chó cha mẹ chó con. Sau mẹ là bú con bỏ vô riêng, đúng rồi. Nó cắn chết á. Cắn chết luôn. Nói chung kiểu là như nó đang quạo mà nó đang mệt mỏi trong người đó. Nó mới đẻ xong là nó bị stress. Nói chung là nó bị ảo giác, nó bị tâm lâm hết trơn á. Thì 3 ngày đầu á là mình nên là cẩn thận. Đừng có cho nó tiếp xúc nhiều cho con.
đè nó xuống lấy cái chân gác lên rồi hả cho con bú. Rồi sau 3 ngày bắt đầu nó sẽ quen với là nó biết con này là con của nó. Thì lúc đó là mình dễ hơn là mình sẽ đưa cho con lên miệng nó cho nó liếm cho con. Nó sẽ liếm con chó con để con chó con nó đi tiểu. Với con chó nó đi vậy. Tại vì con chó bỏ con mới đẻ nó không biết đi cái đó đâu. Mà khi nó tức bụng bự quá nó cũng chết nữa. Cho nó liếm nó kích đi tiểu ra. Rồi cho bú. Thì sau 3 ngày thì mình cho mẹ nó quen rồi mình sẽ làm việc dễ hơn. Chứ còn những ngày đầu tiên là nó có thể nó cắn. Cực quá. Có nghĩa là nó quạo, nó làm nó mới đẻ xong nó vậy á. Quạo thôi, con chó là biết rồi, quá cực luôn các bạn. Dạ. Con chó nó mới đẻ thì chưa mở mắt, chưa biết đi, chưa gì hết trơn là mình phải hỗ trợ nó từ A tới Z luôn. Dạ đúng rồi. Mà hên là con chó mẹ nó, anh nghe em mô tả là lúc mà em đè, cho nó nằm xuống em lấy chân em gác lên đó ha. Dạ đúng rồi. Là nó cũng phải thân thuộc với mình nữa không, nó cũng dứt mình luôn không? Nói chung là cái dòng chó này nó thân thiện lắm, nó không có hung dữ đâu. Lúc nó mới đẻ, lúc nó có bầu nó mới đẻ gì nó cũng rất là thân thiện. Chủ yếu là chuyện 3 ngày đầu tiên á là mình nên cẩn thận chút xíu. Dạ. Lúc đó nó đang bị tâm lý thôi. Rồi sau 3 ngày nó quen rồi. Cái dòng chó này là nó mặt nó ngầu ngầu vậy nhưng mà nó rất là thân thiện ha các bạn ha. Nghĩa là nó sẽ hơi quạo quạo vậy nọ thôi chứ không phải là nó làm cái ghê. Mấy con chó thường mình trời nó mà đẻ tiếng gần nó làm cái ghê lắm. Làm ghê lắm. Tại con này nó không có tự chăm con được mà nó không để mình chăm con thì con nó chỉ có đi thôi chứ không làm gì được hết. Cho nên nó biết tới giờ bú là mở cái chuồng ra là chó mẹ tự động đi ra nằm xuống đó luôn. Đó lại mình lau sạch vú, mình vệ sinh lên rồi mình cho con vô bú. Đó. Mà 2 tiếng em phải làm vậy 1 lần. Dạ đúng rồi. Rồi một lần cái vú đẻ ra nhiêu thì em cứ nhét vô mỗi miệng nó vô từng cái vú. Dạ đúng rồi. Cho bú 20 phút bắt ra. Trước khi cho bú phải nặng từng vú, con có vú nào hư không? Ví dụ như 10 vú đi, có một vú hư trong đó, con nào bú trúng vú hư đó con nó chết. Nó tới vậy á, phải kỹ tới vậy. Quá kỹ luôn. Nhờ vậy mới có hiệu quả được. Rồi coi như là bú suốt tới khoảng 20 mấy ngày luôn. Dạ đúng rồi. Ủa con chó hình như 10 ngày là mở mắt hết ta hay như anh quên mất tiêu. Tại vì con có một cái mẹo nè, ví dụ như con đó nó đẻ khoảng 7 con đi là 17 ngày mở mắt. Đẻ 5 con 15 ngày mở mắt. Nói chuyện với Hậu là nhiều mẹo ha các bạn ha, có những cái mẹo mà mình mới nghe luôn mà nghe nó cũng rất là logic hợp lý. 7 con là 17 ngày mở mắt. Còn 5 con là 15 ngày. Nó kiểu vậy á. Có cái cơ sở nào để giải thích cho ta, giải thích sơ sơ thôi cái nguồn gốc tại sao có cái này là cái dân gian. Người ta cái này là một cái câu dân gian thôi. Giống như cái chuyện mà đếm vú con chó mà 10 vú thì đẻ được khoảng 700 con rồi đó, còn 8 vú thì đẻ được 5-6 con. Là cái dân gian thôi. Mà nó cũng đúng. Nó cũng đúng thật. Nó đúng với ví dụ con heo đi, con heo nó có nhiều vú nó đẻ nhiêu con. Đẻ hoặc đẻ ít hơn rồi chứ nó không đẻ hơn cái vú nó được. Đúng rồi. Nguyên tắc là nếu mà nó đẻ hơn vú nó thì sẽ có con bị chết đói ha. Dạ đúng rồi. Cũng hay chứ, cái đó tạo hóa nó cũng tính hết rồi. Dạ nó tính hết rồi cho nên mình dựa theo cái đó mình ấy thôi. Rồi khi mà mình lựa con chó cái á, nó có một cái kinh nghiệm cũng dân gian luôn. Từ đây để bắt lưỡi bố lại em chỉ cho. Khi mà mình lựa con chó cái á, mình phải dòm cái xương sống của cái chó này nè. Con nào mà mình dòm cho mình thấy cái xương sống của nó nhô lên á là con nó đẻ tốt. Còn cái con nào mà nó mập thù lù luôn ở dưới em con thì con nó nói chung là anh rờ vô là không có thấy cái xương sống của nó mà anh thấy mỡ không à. Là con nó đẻ nó nuôi con không có tốt. Có nghĩa là khi mà con chó nó có bầu á là anh cho nó ăn thì nó sẽ có 2 trường hợp. Một là nó vô cho con, chất dưỡng vô cho con. Hai là nó nuôi bản thân nó không nuôi cho con. Thì em đã có một trường hợp rồi, con chó cái nó mập thù lù luôn rồi thấy mỡ không à. Nó đẻ con cho con teo nhỏ xíu xíu rồi như con chó đẹp luôn á. Toàn bộ thức ăn cho vô là để nó nuôi cơ thể nó chứ nó không có nuôi cho con. Và nó chăm con không có tốt. Thì cái kinh nghiệm đó thôi, mình lựa những con chó nào mà mình rợ mình thấy xương nó nè. Thì nó nuôi con mới tốt. Nó đẻ là anh con chó nó đẻ xong là nhìn nó ốm nhắc ốm nhe à, là 100% dinh dưỡng là nó đẩy vô cho con hết. Cho con đẻ ra mập mạp. Còn chó mẹ mập quá là nuôi nó không à. Nó nuôi nó không à. Hồi nãy em nói chó con mấy ngày bắt đầu em cho ăn. Tầm 25-26 ngày em cho ăn rồi. Là cũng bắt đầu từ cháo. Dạ cháo. Là đồ ăn của con chó mẹ. Bỏ vô máy xay sinh tố, xay nhuyễn ra. Xong cho chó con ăn. Ở đây em không có xài hạt. Không xài hạt luôn. Dạ. Còn cái nguồn thịt mình lấy từ đâu ta? Dạ siêu thị sang hạt. Em mua là xương, nhưng mà trong xương nó là thịt đó, chứ không phải xương không đâu. Nó tên là xương nhưng mà nó có thịt. Và nó không có da, không có mỡ. Thì da mỡ không tốt. Dạ cái xương là được rồi. Cái xương đó hồi lúc em mua trong dịch là có 8.000 ký à. Bây giờ nó lên 16.000 ký, gấp đôi luôn. Nhưng mà vẫn rẻ. Nó vẫn rẻ hơn so với
so với thịt heo. Anh có mấy anh em làm cái dòng thức ăn cho tụi này nè. Dạ. Lui Huỳnh. Dạ em biết. Anh dạ. cũng mua mới về cho kia ăn. Dạ. Rồi bắt đầu nó ăn từ từ mình phải theo dõi cái phân đó đúng không? Coi dạ. nó tiêu hóa tốt không? Dạ đúng rồi. Nếu như mà nó bị tiêu chảy thì cho nó uống nhiễm cầu trùng. Tại vì con chó con nó hay bị tiêu chảy lắm. Uống cái đó vô hết. Nhiều anh em á có cái suy nghĩ sai là con chó con nó bị tiêu chảy thì cứ cho nó uống men chuyển hóa. Nhưng mà không đúng, trong cái ruột nó đang loạn ở trong đó rồi. Vì mấy cái con mà có lợn có hại á đang còn thằng hại trong đó rồi mà bây giờ mình búp thêm vi sinh vật cho nữa, hai con đánh lộn với nhau nó càng rối hơn, nó sẽ bị rối loạn chu quá luôn, nó chết luôn. Thì trong cái trường hợp đó mình phải đập nhuyễn cầu trùng vô để mình diệt hết những cái con trong bụng chó con. Sau đó 1-2 ngày mình mới cho uống men chuyển hóa vào để nó làm lại cái ruột. Chứ lúc đó mình không chỗ gì cầu trùng mà mình uống cho men chuyển hóa vô là nó bị rối loạn được rồi. Ồ cái này nó áp dụng bên bò sát được không ta? Nghe cũng đúng á. Bò sát anh mà nếu như mà bị tiêu chảy đó, tiêu chảy phân sống nha, anh dập nhiễm cầu trùng vô cho nó diệt hết những cái con trong bụng nó đi. Sau đó rồi mới cho uống men chuyển hóa vô. Nhưng mà như cái hệ tiêu hóa con bò sát nó đơn giản hơn tụi này. Tụi này nó khó hơn. Con bò sát ăn gì? Ăn rau không mà nó đơn giản hơn. Rau thì đơn giản. Đơn giản hơn, tụi này dạ. có thịt có thạ trong đó nó nhiều vi khuẩn rồi hơn. Dạ đúng rồi. Tụi này nó ăn thịt, có con ăn thịt sống nữa mà. Đúng rồi. Còn cái vụ ăn thịt sống sao ta? Lúc đầu á anh là cho nó ăn thịt sống nó vẫn ăn. Dạ. Rồi nhiều người nói là ăn thịt sống nó sẽ tốt rồi này nọ cái thứ, nhưng mà anh chưa có hiểu rõ về vấn đề đó. Ăn thịt sống đúng là tốt hơn. Tại vì có một số loại vitamin đó, anh nấu lên nó mất. Còn trong thịt sống thì nó vẫn còn. Nhưng mà trong thịt sống thì nó sẽ chứa nhiều cái mầm bệnh. Dùng sáng với lại thuốc. Thịt anh mua ngoài chợ chắc gì là thịt tươi, nó ngâm thuốc nó sao đúng không? Thì nếu mà cho thịt sống á, thì nên mua thịt trong siêu thị cho ăn. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà mới cho ăn thịt đó, chắc chắn nó sẽ bị tiêu chảy trong vòng một tuần. Sau một tuần đó là cái hệ tiêu hóa của nó phát triển để mà nó thích nghi với cái thịt sống, là từ đó trở đi là nó sẽ không bị nữa. Đó thì nói chung là thịt sống cũng được, nhưng mà thịt sống mua ở chỗ nào uy tín sạch sẽ xíu. Mình về mình rửa sạch rồi mình cho ăn. Anh làm 1-2 ngày đầu mà anh thấy nó cũng không có được đẹp mắt lắm, thôi giờ anh làm chín dạ. chín cho nó ăn dạ. thấy nó ok hơn dạ. nó cũng thơm hơn nữa dạ. Một cái điểm lưu ý nữa là nếu mà anh nuôi chó này á, người nuôi chó và những anh em chạy chó nên lưu ý là phải uống là sáng sổ sáng. Sổ lãi là khác nha, cái viên sổ lãi của anh uống là nó khác, còn cái viên sổ sáng là nó khác. Anh em lên tìm hiểu đi, còn không để xíu lấy cho cái viên đó cho coi. Là em ở đây là uống là một tháng phải uống 10 ngày liên tục để sổ cái sáng ra, tại vì sẽ có bị chán sáng chó. Đúng không? Mà cái thuốc sổ lãi như Fukaka của mình nó chỉ là sổ lãi chứ nó không có sổ sáng. Nếu mà anh em không sổ vậy, sáng từ từ nó sẽ lên tim gan này nọ, lúc đó phải phẫu thuật mới lấy ra. Còn mình uống như vậy thì nó sẽ không sao. Là em đang nói con chó uống hay là cái người mình nuôi uống? Mình uống á, em đang nói là người nuôi chó uống á. Đó là kinh nghiệm, tại vì nhiều anh em nuôi sau này về già rồi nó mới phát cái bệnh nó ra. Thì lúc đó chữa là hơi muộn rồi, tại vì nó ăn lên tới đó là hết, phải mổ. Ủa nhưng mà cái sáng này nó đến từ đâu? Trong quá trình mình nuôi gờ mặt mũi rồi hả? Thì mình tiếp xúc cho nên nó lây rồi nè. Thì hồi lúc trước mình toàn là mình nghĩ là mình tiếp xúc với chó thì mình uống thuốc sổ giun thôi, nhưng mà sổ giun thì nó thường rồi, giun nửa năm mới sổ một lần, còn nhưng mà sáng nó khác. Sáng anh uống thuốc vô nó không có hết, phải uống nhiều nó mới hết. Khi mà anh bị rồi là phải uống cả tháng kìa. Nó như cái viên thuốc sổ lãi nhưng mà uống nhiều nó lắm. Có triệu chứng gì để người ta nhận biết không ta? Không, tôi lúc nó ăn tới tim mình rồi mới biết á, tới lúc đó là hết cứu rồi. Nếu vậy anh em chăm sóc là cũng phải chú ý vấn đề này. Dạ. Không, cái vụ mà sáng chó rồi thì nó đã lâu rồi đó, khi đã mình lâu rồi. Mình không có để ý tới thôi, mình cứ nghĩ là uống sổ lãi là nó sẽ hết, nhưng mà thật chất không, cái sổ lãi là chỉ sổ lãi thôi chứ nó không có sổ sáng được đâu. Sáng là nó khác đó, con sáng nó mạnh lắm. Còn con chó này thì mình nói về cái vụ canxi với lại cái vụ mà chế độ dinh dưỡng của nó. Thì con này á, thật chất là nó cũng không cần canxi nhiều lắm đâu. Một tháng chỉ uống canxi chừng 10 ngày liên tục là đủ rồi. Chứ uống nhiều quá nó sẽ có tác dụng phụ như là nó bị sỏi thận. Sỏi thận là mổ thôi chứ không làm gì được hết. Rồi bên cạnh đó thì mình chỉ uống giải độc gan, giải độc thận, nó có cái loại đó nữa. Để cho nó bài tiết cái lượng canxi dư, bài tiết những loại độc tố, như là những cái con này cho hay ăn chân thực phẩm chức năng này thì nó sẽ có bị độc tố trong đó. Mình phải cho uống giải độc gan, giải độc thận để cho nó không bị cái đó. Cũng cho uống một tháng 10 ngày chế độ đúng như thôi. Muốn da lông đẹp thì cho uống dầu cá, cho ăn da heo, cho ăn thịt heo luôn.
cho thịt gà thì nó xấu hơn xíu. Ở đây em nuôi thứ nhất là số lượng nhiều, và cái con này nó đòi hỏi nhiều cái yếu tố chăm sóc như vậy, chắc phải có một cái ba rem lịch trình đúng không? Dạ đúng. Chứ đâu phải là tùy hứng, hôm nay ra hứng làm này, mai hứng làm kia đâu có. Dạ, đúng phải rồi. Có ba rem đầu đàng hoàng, sáng hôm nay làm gì làm gì. Dạ. Mai làm gì đúng không? Dạ. Ví dụ như là vệ sinh cho tụi nó là phải có lịch trình, ví dụ một ngày là phải tắm hết cho mấy chó, tắm hết cho mấy con chó chứ phải tắm từng con từng con từng con. Tại vì tắm từng con nó sẽ bị da nó nhảy từ con này con kia. Ở dưới em thì nó có cái sữa tắm mà diệt da đó. Tắm một lần phải tắm hết. Là nó mới hết da luôn. Dạ. Rồi sổ dung là phải sổ dung hết, làm một lượt hết luôn. Dạ, sát trùng cũng phải sát trùng lượt hết luôn. Là hai vợ chồng bào thôi. Dạ đúng rồi. Dữ dằn thiệt, quá trời nhiều công việc. Dạ. Ủa em, tụi này nó mê nước không ta? Có người nói anh nó mê nước, cái con ở nhà anh thấy nó cũng mê nước, có người nói nó không mê nó nước. Nó lội xuống đây liền luôn á, thả nó ra nó lội xuống liền luôn á. Dạ. Nói chung là nó thích nước lắm. Dạ, nó thích mát. Những con này á thường người ta sẽ nuôi trong phòng máy lạnh. Tại vì ở gốc của nó là nuôi trong máy lạnh. Còn ở đây em nuôi là thần cái môi trường tự nhiên rồi. Cho anh em mua về anh em nuôi kiểu gì cũng được. Chứ bây giờ mình nuôi máy lạnh anh em về phải nuôi máy lạnh, nhưng ngoài nó bị sốc nhiệt chết. Mấy con này rất là dễ sốc nhiệt. Còn bây giờ em nuôi môi trường ngoài, bây giờ đang trưa nè, nó ngồi bình thường đâu có sao đâu. Mà sốc nhiệt là khó cứu á, sốc nhiệt giống như nó lả người đi. Dạ. Sốc nhiệt có, em ở đây có chia sẻ với anh em cách cấp cứu sốc nhiệt luôn rồi. Chích thuốc vô cứu rồi nó có chích thuốc hạ sốt. Anh em có thể mua cái hạ sốt của em bé của người mình uống cũng được. Dạ. Trước khi anh em dẫn đi ốp cho uống một liều hạ sốt. Là nó đi trong cái quá trình đường đi cho nó đỡ. Chứ con này đi nắng, như hồi bữa hỏi em ốp ở Đầm Sen đó. Đem lên sốc nhiệt thấy bà, qua ngày hôm sau rút kinh nghiệm cho uống hạ sốt vô trước đem đi tỉnh quê. Dạ. Là ở đây mỗi lần em đi chơi là có xe xuống chở hay là em cho nó ngồi trên xe Honda em này? Chở xe máy đi á. Rồi cho đi xe máy ngoài đường nắng luôn. Mấy con này của em nuôi ngoài trời mà nó đâu có sợ nắng lắm đâu. Chứ anh nuôi trong phòng máy lạnh không, anh đem ra nắng thì nó sốc nhiệt liền á. Đúng rồi. Dạ, mấy con này sốc nhiệt là chết liền luôn, mà phải xử lý liền. Anh thấy nó thở nó rớt cái lưỡi ra ngoài luôn, tội nghiệp. Dạ đúng rồi. Nó như cái máy thở mà. Dạ. Cái vấn đề hô hấp nó dễ bị vấn đề không ta? Ví dụ con chó này có những cái lưu ý, những cái bệnh gì thường gặp nhất em có thể chia sẻ cho anh em xem kênh có thể phòng tránh được không? Dạ. Con chó này thường nó sẽ bị là thứ nhất là viêm da. Viêm da là do nó nằm ở cái chỗ nào ẩm ướt chứ quá nó hay bị viêm da. Hoặc là anh em cho ăn thịt gà nhiều quá nó cũng bị viêm da. Nó hay bị có đi một phong á. Phong, phong ngứa. Đúng rồi. Rồi, viêm da. Cái thứ hai là bị ký sinh trùng máu. Ký sinh trùng máu là nó ăn những cái như mấy con ốc rồi mấy cái thịt sống nữa thì nó sẽ hay bị ký sinh trùng máu. Rồi cái đó có thuốc trị luôn. Có thuốc chích vô mình phòng là 3 tháng chích một lần. Anh em mua thuốc mà trị nội ngoại ký sinh trùng á, anh em chích vô 3 tháng một lần là sẽ phòng được cái ký sinh trùng máu của nó. Ký sinh trùng của nó. Rồi cái thứ hai là nó hay bị sổ mũi. Thì những con chó này nó rất là dễ bị sổ mũi. Sổ mũi nó xuống con chó liền luôn á. Mà con chó nó xuống sức liền thì nơi chăn người vậy đó, nó bị gì anh em ra thuốc tây anh em mua. Sổ mũi cứ ra thuốc tây mua thuốc cảm sốt sổ mũi có đờm gì đó con người mình cho nó uống vô 3 ngày là hết. Đem ra thuốc y nó chích cũng hình còn lâu mới hết. Thuốc của tây của mình hiệu quả lắm, đập vô cái hết liền à. Dạ. Nhưng mà có tác dụng phụ gì không ta? Cho uống thuốc xong phải uống giải độc gan. Uống thuốc xong là phải giải độc gan. Dạ đúng rồi, giải độc gan 10 ngày mà phải 10 ngày liên tục nha, chứ không phải là ngày cách ngày cách ngày nha, nó không có hiệu quả. Phải 10 ngày liên tục. Canxi cũng vậy, phải chú uống 10 ngày liên tục xong rồi ngưng. Nó kiểu nó vậy đó. Nhưng mà tụi này nãy giờ là có chích thuốc, có uống thuốc. Uống bằng cách nào? Bơm hả? Đưa vô miệng bơm cái hả? Có hai kiểu. Một là bóp cái miệng nó hả ra xong nhét thuốc vô. Hai là dài nhuyễn ra bơm vô. Ba là nhét cục thịt cho nó ăn. Nhét vô cục thịt. Dạ. Ở đây thì thường em xài thuốc chích không à. Chích nó nhanh. Chích vô cái là hiệu quả liền. Mà mấy con này nó ngoan lắm, được im cho mình chích vô hà, chứ nó không có dễ dừa hết trơn á. Dạ. Chích vô thấm liền hà. Em mấy cái tên này là ai là người đặt ta? Ví dụ như Lý Lắc là tên này. Lý Lắc là cái màu. Mà tại sao gọi là cái màu Lý Lắc? Anh vẫn chưa hiểu tại sao gọi là màu Lý Lắc á. Ví dụ như cái này choco thì mình hiểu chocola đi đúng không? Đúng rồi. Còn cái này Lý Lắc là sao Lý Lắc ta? Vậy cái con màu lu sao ta kêu, cái con màu xám sao ta kêu màu lu? Thì tại người ta đặt vậy thôi, nghĩa là tên quốc tế của nó. Cái màu mà xám thì người ta quy định là sẽ gọi là màu lu. Còn màu cái màu mà vàng vàng bạc bạc á thì người ta gọi là màu Lý Lắc.
Nó là tiếng nước ngoài á, tên tiếng Anh, tiếng nó kêu là lý lắc luôn hả? Dạ đúng rồi, lý lắc là cái màu của nó. Anh tưởng là dạng như kiểu lý lắc của Việt Nam mình là mấy bạn năng động hiếu động là kêu là lý lắc rồi này nọ. Dạ, không phải, cái màu nó rồi nó phân ra nhiều màu lắm. Ví dụ như con này là màu choco tree. Choco tree hả? Choco tree chứ phải choco nha. Choco là nó full màu choco. Còn choco tree là hai con nè, hai chỗ này của nó là hai cái chỗ này của nó là nó sẽ có màu khác nè, anh thấy không? À đúng rồi. Rồi, chân của nó sẽ có màu khác nè. Bốn chân của nó đều tóc, đều dớ á. Thì á nó khi mà phối á nó sẽ theo cấp. Giống như là màu choco này á. Ví dụ nguyên con choco đây. Anh phối nó sẽ là dưới cấp, một là bằng cấp, hai là dưới cấp. Ví dụ choco này anh phối con màu đen. Nó sẽ là đen. Hên lắm nó ra được một con choco. Nó sẽ xuống dưới cấp. Còn choco tree á là nó trên cấp con choco. Là cái gen nó mạnh hơn. Là khi phối choco tree vô con màu đen á, nó sẽ ra màu choco hoặc là choco tree. Ít ra màu đen lắm. Vậy là con này là thuộc dạng level high cao của choco á ha. Đúng rồi, là level 2 á, ví dụ lên level 2 vậy đó. Nè, ví dụ như con lý lắc nè, anh thấy không? Hai nè, này là lý lắc chi nè, hai cái điểm này của nó có màu khác nè. Đó, thì khi con này phối vô á là một là nó ra màu full lý lắc, hai là ra lý lắc chi. Nó rất ít ra cái màu còn lại. Đó là cái cách lựa màu của nó là vậy. Ồ anh này trắng, găng trắng có đi nha sĩ không? Găng trắng dữ à. Vấn đề vệ sinh răng miệng nó có cực không em? Em ở đây không có làm tới cái đó. Dạ. Nhưng mà cô thấy cũng không cần thiết đúng không? Dạ đúng rồi. Găng con Lucy nha, anh nó mòn hết luôn. Nó mòn sát nú luôn á. Nó cạp ghế màu sát nú luôn. Dạ. Giờ đang coi bổ sung canxi cho có găng. Bởi vậy nó ăn thịt băm thì nó ăn được, còn cái thịt mà tảng á nó ăn không được. Dạ. Tảng nó xé là không được. Súng ống này. Tụi này là mình vuột tay đó hả? Vuột tay bơm vô hả? Nói chung là cái cách mà lấy tinh của nó cũng là kỳ công, không phải tự nhiên lấy được. Tại vì khi mà lấy cái súng của nó ra rồi á, cất vô nó mới cực. Nó không có tự nó khó tự thục vô lắm. Khi mà mình lấy ra rồi á là mình phải biết cất vô. Ví dụ như anh tay ngang anh không biết đúng không, anh lấy ra lấy tinh xong rồi anh để im nó tự thục vô, nó chỉ cần nó chạy một đường quét thôi, chạy quét đất cái là nó bị viêm, nó chạy là nghỉ lấy tinh nữa luôn, bỏ luôn rồi đó. Lúc lấy xong đúng không, mình phải vuột, mình nhét nó vô trở lại được. Thì mình mới làm được, còn không là mình bỏ ra là bung ra là hư chó luôn. Cho nên nhiều anh em rất là ngại cái vấn đề mà người lạ vô nhà lấy tinh chó để mà phối, mà phải chuyên gia, phải là người quen hay là sao đó lấy nhiều lần mới cho lấy. Đúng rồi. Thì cứ vuột ra cái là hư luôn á. Tại vì nó rất là mỏng. Hai đàn này hai bạn đực này cũng thân thiện với nhau á ha. anh này ảnh ngầu, ảnh nhìn ảnh quậu mà coi như coi này nằm thấy ghét. Ngoan, sáng tính cho Lucy đi chơi rồi đó. Sợ nó phá đi tới già chiều luôn. Xuống này đực nó quần cho nhanh lên giống. Mấy con này nó lên giống một lượt á, nó vui lắm. Một con lên giống đúng không, nó sẽ ra máu. Lúc mà sao lơ nó sẽ ra máu. Thì những con cái khác mà liếm được cái máu đó là nó sẽ lên luôn. Vậy luôn á hả? Cho nên ở đây á, khi mà có khách gửi phó vô á, em sẽ nhốt chung với những con cái của em để mà kích nó lên giống một lượt. Nó như vậy, nó lên giống vậy. Còn mà riêng những con đực này nè, những con đực mà trong cái độ tuổi mà từ 6 tháng tới 3 năm á, là những cái con đực tơ á, gọi là đực tơ á, nó khi mà nó hửi được cái mùi của cái sơ lơ nó sẽ bỏ ăn. Thì nhiều anh em gặp cái trường hợp này, ở nhà nuôi hai con cái lên giống, con đực nó bỏ ăn là vậy á. Thì khi mà nếu mà nhà anh em đang nuôi con chó mà trong giai đoạn mà từ 6 tháng tới 3 tuổi á, thì hạn chế đừng cho nó tiếp xúc với chó cái mà đang lên giống. Nó bỏ ăn đó, nó bỏ ăn mấy bữa luôn á. Nó bò ăn mà xuống người nó luôn á. Còn cho con chó cái khoảng 3 tuổi rưỡi là thuộc dạng đang tuổi mân mởn sinh đẻ hay là cũng là già rồi ta? Con của anh 3 tuổi rưỡi hả? Giờ đẻ thì cũng được á, nhưng mà nó hơi già. Dạ. Độ tuổi mà gọi là khai thác chó con tốt nhất là nó rơi tầm bao nhiêu? Bình thường á, những con chó bình thường những dòng chó khác á thì nó sẽ lơ lần đầu tiên á là khoảng 8 tháng cho tới 10 tháng. Thì những dòng chó khác người ta sẽ bỏ cái nước sẽ lơ đầu tiên. Đúng rồi. Để 6 tháng sau người ta làm cái nước thứ hai. Riêng những cái dòng chó này á là thứ nhất là cơ địa của nó to. Cơ địa của nó to, nó phát triển đủ. Cho nên ở trại em á là sẽ lơ lượt đầu tiên là em phối luôn. Và nó đẻ ra chó con bình thường. Và con đẹp luôn. Cho nên là em sẽ khai thác từ lúc mà nó 8 tháng trở đi.
những cái con mà càng già, ví dụ như là sau 3-4 tuổi rồi á, nó sẽ đẻ cho con ít lại. Ví dụ như bầy đầu nó đẻ 5 con đúng không? Xong rồi sau già bầy 5 con, tới lúc mà nó 3-4 tuổi nó sẽ đẻ được còn 3 con. Có con đẻ được còn 2 con. Càng già nó sẽ đẻ càng ít. Rồi nếu vậy thì cái tuổi khai thác của tụi nó cũng ngắn quá ha. Coi như một năm á, một năm sẽ lên được 2 lần. Dạ. Thì coi như là 6 tháng coi như năm đầu thì mình tính một lần thôi. Dạ. Bắt đầu qua năm 2 là 2 lần, là năm 3 là 2 lần. Rồi coi như là trước sau khoảng chừng một con cái làm được chừng đẻ chừng được 5-6 lần à. Dạ. Sau cho 7 lần đi. 7 lần. Dạ. Vậy là bắt đầu hết tuổi sinh sản. Nó vẫn đẻ được nhưng mà đẻ nó ít hơn. Để ví dụ như mà người chơi nuôi thì vẫn bình thường. Còn ấy ở đây là em là trại rồi, em phải có suy nghĩ riêng, có cái trại tính toán riêng. Nó đẻ ít hơn thì không có lợi nhuận, tại vì cũng cái công chăm sóc. Mà đẻ ít. Dạ. Thì ghét. Dạ. Ở đây ví dụ như mình ra chó con rồi mình có chia cho anh em chơi khoảng bao nhiêu một con, có ngại chia sẻ gì đó không? Dạ bình thường anh. Chó con chỗ em ra là nó rơi vào khoảng từ 20-35 triệu một con. Dạ. Tùy đẹp xấu, tùy màu. Màu chô cô, màu đen lắc là mắc nhất, chô cô chi là mắc nhất. Đó, ví dụ như những con màu đen thì nó rẻ thì nó 20. Những con nào đẹp hơn thì 30-35. Dạ, trong khoảng giá đó thôi. Chung là giá để mà anh em có thể tiếp cận. Có thể tiếp cận thôi chứ không phải quá cao. Dạ. Nhưng mà cũng không đưa nó về quá thấp. Không đưa về quá thấp được. Quá thấp ấy bắt đầu nó sẽ làm bậy làm bạ, bể phơm, mất nét con chó hết liền. Dạ đúng rồi. Tại vì nè, khi mà anh em chơi cái dòng bully này, anh em phải lựa chỗ uy tín mà chơi. Tại vì nó con bully nó giống con pitbull. Nó giống con pitbull, tại vì em đã gặp rất là nhiều trường hợp anh em mua chó bị lai rồi, là người ta sẽ mua con chó cái pitbull, cái pitbull nó rất là rẻ. Về người ta phối cho đực bully vô. Nó đẻ ra cho con nó khá giống bully, nhìn nó giống lắm anh em không biết ở đâu, nhưng mà nó dữ. Dữ lắm à. Nó y chang bully luôn nhưng mà nó rất là dữ. Đó thì nó không đẹp bằng bully nhưng mà nó rất là dữ, anh em chăm thì có thể nó cắn. Cho nên anh em khi mà mua chó nên lựa chỗ uy tín mà mua. Nhìn con chó nó hiền, nó thân thiện như vậy nè thì nó mới là bully. Chứ mà những cái con mà mặt nó là bully nhưng mà nó dữ, nó là cái máu pitbull á. Người ta hay chơi đó, người ta lấy cái pitbull hay là cái bên Anh hay cái bên Pháp gì người ta lai vô. Nó đẻ ra nó dữ. Mấy anh này thì cực kỳ ngoan luôn, nó bậm trợn nhưng mà ngoan dữ lắm. Dạ. Nó giống như nó nũng nịu luôn. Dạ. Thì mình lựa chó thì mình lựa những con nào mà nó thân thiện như vậy nè thì nó mới đúng máu của bully. Chứ còn mình nhìn về ngoại hình bên ngoài mình lựa thì cũng chưa chắc luôn nữa. Dạ. Có thể người ta lai nó đẻ ra quá giống cho cha. Dạ, nó đẻ giống cho cha lắm. Cái bộ môn này mặc dù là cũng mới phát triển thôi ha, nhưng mà anh thấy những cái cuộc thi về chó, những cuộc thi lớn á, thì cũng rất là hoành tráng. Bữa anh Hòa mới ra Hà Nội đi đó, bữa đó em có đi không? Bữa đó là bầy em có chó con em ở nhà anh chồng. Cũng hơi khó đi nhưng mà chơi cái tiêu chuẩn đó, bây giờ cái tiêu chuẩn đã cái nó hoàn thiện chưa ta, về cái những cái tiêu chuẩn cuộc chơi rồi bắt đầu nó thống nhất được chưa? Nó thay đổi từng ngày luôn anh. Trước đây là người ta chơi American Bully. Là người ta chơi những con bully size to, đầu bự. Như dưới em có một con, mấy con mà nó ăn chưa con vọn á. Nó phải màu vọn, nó màu báo. Nó màu báo. Thì người ta chơi những con đó. Nhưng mà càng về sau á, bắt đầu người ta chơi xuống Exotic. Exotic là những con này. Đó là nhỏ những, lại. Những con nhỏ, cơ bắp. Chân đứng vậy nè. Còn American Bully thì chân nó đứng vậy. Thẳng. Còn Exotic thì chân nó đứng vậy. Giống như mình rồi. Gọi là dòng kiền á. Đúng rồi, dòng kiền á. Đó. Xong rồi. Bây giờ nó có thêm những cái con là size micro, nhỏ xíu luôn, là nó nhỏ xíu xíu, nó nhỏ hơn trái banh, nó cỡ chắc nửa con này á. Thì nói chung là tùy vào sở thích của những anh em thôi. Em thì em đánh vào tâm khách là số đông. Là nhiều người ta thích chơi thì người ta chơi xe này là vừa chơi rồi. Nó không quá to cũng không quá nhỏ, mình nuôi nó thân thiện mình dễ. Còn có nhiều người thích xe nhỏ hơn, là chạy theo cái xu hướng á. Thích xe nhỏ thì xe nhỏ nó thứ nhất là nó khó nuôi. Con mà càng sọt thì càng khó nuôi, tôi vẫn thiệt vậy. Nó càng khó sinh sản thì nó vậy. Thì nói chung là sở thích mọi người thôi. Em thì em chơi cái size tầm trung là được rồi, size Exotic. Là bữa đó là anh em là cho chó đi máy bay ra ngoài. Dạ đúng rồi. Nếu chơi là đi máy bay ra. Con này thường sẽ đi tàu. Đi tàu luôn. Gửi tàu lửa ra. Dạ. Tiền máy bay ship mắc lắm. Nhưng mà nếu đi tàu lửa thì nó hơi lâu, phải trên tàu phải có người chăm sóc chứ. Dạ đúng rồi. Mình thôi em bán chó ra Hà Nội là có người chăm sóc trên tàu, mình gửi người quen của mình. Thấy ghét, dễ thương.
Nè nãy này mấy cái nấm da này là mấy cái đốm đốm này em nói rồi đúng không? Đúng rồi, là do con này em thúc gà vô nhiều quá để mà mình lấy tinh. Đáng lẽ là mình có thể thúc bò vô cho nó đẹp hơn xíu, nhưng mà cái chi phí của nó cao. Còn nó ăn một ngày 1 ký 2 ký luôn á, tốt lắm. Dạ. Anh có nuôi con thôi mà nó ăn anh quẩn luôn. Nó bào dữ lắm. Nó bào không, nó xin ăn hoài, nó không biết no, cảm giác nó không biết no luôn á. Thầy anh tính thì có cái giai đoạn mà em 40 con mà bị dập một bầy bị cà lê á, là lúc đó là không có thu nhập mà phải gồng cái bầy nguyên một chạy một tháng, là chi phí rất là cao luôn. Dạ. Mệt ha. Mệt. Nói chung là mình đã vượt qua giai đoạn đó rồi, mình biết cách và mình xử lý được hết đó rồi. Giờ thì nó đỡ hơn, giờ cho con đẻ ra thì mình cũng đã biết cách là chích ngừa phòng bệnh các kiểu rồi. Chứ giờ chó mình giờ chắc em làm thì anh em cũng sẽ đặt cọc hết đúng không? Dạ đúng rồi. Thí dụ mình phối hai con với nhau thì mình chụp hình lên thì anh em ưng mắt hai con đực với con cái này thì sẽ đặt trước cho con. Đặt trước thì nó rẻ hơn. Bình thường anh mua, anh đừng có nghĩ là mua chó lớn mắc hơn, mua chó nhỏ nó mắc hơn á. Đúng, chú nhỏ mắc hơn. Tại vì con chó nhỏ mình chưa có biết đẹp xấu. Có thể nó rất là đẹp đó, đúng không? Nhưng mà giá của nó là giá tầm trung, ví dụ 30 triệu đi, thì khi mà con chó nhỏ nó lớn lên, nếu mà nó đẹp thiệt đẹp á thì mình bán được giá cao, còn nếu mà không đẹp thì đẹp thì nó lại rớt giá. Cho nên thường là chó nhỏ là dễ bán nhất và bán được giá nhất. Rồi ví dụ như em chụp hình hai cha mẹ là ta thấy là đầu ta sẽ đặt cọc. Dạ đúng rồi. Là ta sẽ chọn giới tính đúng không? Dạ. Đúng liên rồi. Hệ với em chọn chọn đực cái. Đực cái. Dạ. Màu sắc. Dạ. Còn khi mà nó nở ra thì nó đẻ ra đâu mình sẽ chăm lên, rồi tới ngày đó là mình sẽ giao thôi. Dạ đúng rồi. Chi phí cọc mắc không ta? Cọc con 5 triệu 10 triệu được rồi. Dạ. Vậy nó cũng vững tâm mình làm hơn. Dạ đúng, đúng không rồi. Mình chăm sóc mọi cái tốt mình, hơn. Mình chỉ tập trung vào mình chăm sóc hơn, mình không có phải lo về cái khâu mà mua bán. Dạ. Rồi. Một yếu tố nữa là do cái dòng Binley này là nó còn rất là mới. Nó chưa có trên thị trường nhiều, cho nên chưa có những cái shop chó nào mà có bán Binley nữa hết trơn á. Thường người ta sẽ mua từ người chơi hoặc là từ trại. Dạ. Cho nên là mình bán rất là dễ. Đặc biệt là em bán trên YouTube nên là dễ hơn nữa. Dạ. Anh em kết nối coi kênh nữa rồi anh em dứt thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì kênh YouTube của em á, em xây dựng là để em chia sẻ, như là mình cho mình chia sẻ những cái kinh nghiệm mà chữa bệnh chó mà anh em có thể tự chữa bệnh tại nhà. Chứ không cần phải đem thú y. Đó, cho nên anh em rất là quý mình. Em cũng là chia sẻ để mà giúp đỡ nhiều anh em, giống như cái bầy chó con anh ra đúng không, nó gặp cái sự cố gì, nó bị sâu mũi hay là nó bị tiêu chảy gì đó, thì nhắn cho em tư vấn anh để em cứu được cái bầy chó lại. Dạ, nhưng mà anh em cũng rất là yêu mến mình, rất là quý luôn á các bạn. Ví dụ như chúng ta mà ở ngay trung tâm thành phố á, chúng ta nói con chó bị bệnh đem ra thú y thì cái chuyện nó quá đơn giản rồi. Cái chuyện tiền bạc bỏ qua bên ha, nhưng mà cái vị trí địa lý nó gần á, còn có những anh em người ta ở xa hơn, ở sâu hơn, mọi cái chuyện mà đem ra thú y á là cả vấn đề. Hoặc là dù ở cái vùng đó cái thú y nó không có phát triển, nó rất là sơ sài, thì cũng không có can thiệp gì được, thì những người như Hậu là sẽ chia sẻ cái cách đó, anh em có thể tự chữa cho bé nó ở nhà luôn. Nếu mà anh em khéo tay, có tâm, có ý một chút xíu, anh em sẽ hiểu được cái kỹ thuật đó luôn, hiểu được cái nguyên nhân đó, cách điều trị như vậy luôn, rất là quý luôn. Dạ. Hỏi em một câu ngoài lề nữa, cũng trong lề cái chi phí cắt cái tay đó. Thứ nhất là cái việc cắt tay đó, tại sao nên cắt tay, rồi cắt tay nó có nguy hiểm gì không, và chi phí nó như thế nào? Rồi, thứ nhất là tại sao nên cắt tay. Thì cắt tay nó đẹp, nó ngầu. Chứ con này nó tay nó cụp xuống nhìn nó không có ngầu. Nhìn nó bi cute quá. Cắt thì nhìn nó gọn gàng hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, cái thứ hai là chi phí cắt. Thì chi phí cắt đó, nó rơi vào khoảng 1 triệu 3. 1 triệu 3 một con. Rồi, thì cắt có nguy hiểm hay không thì có nguy hiểm và có chết. Có cắt chết luôn. Có chết rồi luôn. Và chết thì người ta sẽ không có đền. Thì em nói thẳng vậy. Tại vì rất là nhiều trường hợp xảy ra rồi. Ví dụ như là mới mua con chó 30 triệu về, cắt cái tay, chết lúc đó luôn, coi như mất, người ta không đòi. Coi như là cắt tay không đòi. Thỏa thuận giữa hai bên ngay từ ban đầu. Dạ. Với cái người cắt tay vô là người ta nói. Đúng rồi, người cắt tay vô là nói là không có đòi. Chết trên thôi. Tại vì mình không có biết là con nào nó bị sốc phản vệ. Tại vì khi cắt tay mình phải gây mê, mà chăm sóc gây mê thì khả năng nó bị sốc phản vệ nó chết. Cho nên thường những anh em mua chó sẽ yêu cầu là trại chó cắt luôn trước. Đúng rồi. Người ta mua sản phẩm hoàn thiện thôi. Đúng rồi, người ta sẽ mua như vậy thì nó sẽ dễ. Còn cái khâu mà chăm sóc thì chăm sóc cũng dễ lắm. Thì sau khi cắt tay chỉ cần cho uống kháng sinh kháng viêm và sức cái thuốc đỏ lại thôi. Thì cái người cắt tay người ta sẽ tư vấn cho anh em rất là rõ. Còn cái cắt tay này đem ra thú y cắt hay là không? Thú y nó không cắt được đâu. Phải có anh em chuyên làm nghề. Đúng rồi, tại cắt cái này là phải dùng thước đo, rồi nói chung là nó phải kỹ lắm, chứ anh cắt bên bự bên nhỏ nhìn thấy nó xấu lắm. Dạ.
cho nên có người chiên cắt tay, thì nói chung là cắt nó vẫn sẽ có một tỷ lệ chết nhất định, nhưng mà chủ yếu là mình dám cắt hay không thôi. Dạ. Em có dám làm điều này không? Không, em chưa có cắt tay. Chưa vô nghề này không? Bên chó này cũng có nhiều cái ngành nghề đi theo cũng hay đó các bạn. Có nghĩa là nó thứ nhất là cắt tay chúng ta vừa chia sẻ ha. Ừ. Thêm một cái nữa là phối. Có nghĩa là sẽ có một bạn chuyên làm cái dịch vụ đó, có nghĩa là lại coi con chó này nó nhỏ máu vô ngày nào, canh ngày cho phối rồi bơm tinh trùng, đó là cái dịch vụ. À, thêm một cái dịch vụ nữa gọi là gì ta, handle những dòng chó khác là nó dẫn đi show. Dạ. À, có những cái cuộc show quốc tế á, thì có một cái người dẫn đi. Đó, thì có những cái ngành nghề nó liên quan như vậy á. À, hay. Ok. Rồi thôi, clip mình dài lắm rồi. À, thank you Hậu đã chia sẻ, Hậu của chạy chó Bully Hunter ha. Anh em có thể kết nối ở trên kênh YouTube để nghe những cái chia sẻ về cái cách chữa bệnh cũng như là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của Hậu ha. Rồi, ai mà muốn tìm hiểu cái dòng chó này thì có thể connect để đặt hàng trước, coi chó cha chó mẹ như thế nào, bầy con như thế nào, chúng ta có thể trao đổi. Thì thank you em rất là nhiều đã có cho anh xuống anh tham quan cái trại, coi những bạn chó rất là đã khỏe, màu sắc đẹp ha, và chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là quý báu, những cái kinh nghiệm thực chiến tính tay mình tự nghiên cứu mày mò ra. Và quý nhất là cái tinh thần chia sẻ của em cho đi sẽ nhận lại được. Ha. Ok, có lời thì nhắn nhủ với lại khán giả với những anh em mà mê buôn lì không? Thì chào anh em, kênh của mình là Trại Chó Bully Hunter. Anh em có những cái vấn đề về chó như là bệnh gì đó, anh em có thể lên cái kênh của mình. Mình chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm ở trên đó, anh em có thể áp dụng tại nhà. Rồi, chúc anh em nuôi chó thành công. Bye bye, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye.